sinh năm 1739, lên ngôi vương năm 1767 và mất năm 1782. Thời của ông, hoàng triều Lê Trịnh đã mục rỗng, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, cũng chính là lúc nhiều màn hài kịch được trình diễn trên sân khấu chính trị phong kiến. Tượng chúa Trịnh Sâm được thờ trong chùa Kim Liên, Hà Nội. Ông đội mũ bình thiên tròn với những hoa văn mây lửa kết với hình mặt nhật trước trán. Trong mặc áo trung đơn, ngoài vận huyền y tay thụng rất dài, cầm hốt dâng trước ngực. Tác phẩm này không chỉ điển hình cho điêu khắc hiện thực thế kỷ 18, mà còn là điển hình của triều phục Tước Dương trong triều đình nhà Hậu Lê. Sự thanh nhã, uy quyền và sùng tính là vẻ đẹp của pho tượng về một nhân vật trung tâm của nhiều mâu thuẫn lịch sử. Phủ Trịnh ở Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa còn gọi là Nghè Vẹt, vì ở đây hình tượng con hạc trầu được thay bởi con vẹt. Đây là nơi thờ tự của 12 đời chúa Trịnh. Pho tượng Thái sư Trịnh Kiểm thế kỷ 17 đã mất, nay được tạc lại. Ông sinh năm 1530, mất 1570, người mở đầu cho sự nghiệp của các chúa Trịnh ở đằng ngoài. Phục trang trên tượng chỉ còn giá trị tượng trưng thôi. Ngài mặc đại trào, đi hia và đội mũ bình thiên như một vương tước thông thường và mang đôi chút lý tưởng hóa. Trở lại với những bức tượng và bức họa chân dung quý tộc nam giới thời Hậu Lê trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nếu như tượng tròn cho ta cảm giác thực về khối và những lớp y phục, thì hội họa lại diễn tả được những cảm giác giải vóc và sự chuyển động của y phục theo các nếp gấp. Chân dung cụ Nguyễn Quý Kính cho thấy lối áo huyền y biến đổi thành áo cánh hạc cho các bậc tiên phong đạo cốt. Chân dung cụ Nguyễn Chu Ái diễn tả rất kỹ chất gấm dệt hoa văn vàng nổi. Màu sắc trong các trang phục quý tộc nam nữ ta thấy cũng rất khác nhau. Nếu như quý tộc nam thường mặc lụa là gấm dốc với các màu trầm, khỏe, thì trong các bức tranh chân dung ở tập trước, trang phục của phụ nữ quý tộc thường là các màu dịu và nhu. Bức tranh này diễn tả cụ Nguyễn Văn Siêu đang giảng bài, cho thấy lối ăn mặc thông thường trong nhà. Ngài đội mũ chóp vải, mặc áo chẽn thường, nhưng các cô hầu đều mặc áo dài vấn khăn dành ngay ngắn. Chúng ta đã nhìn ngắm những phục trang với nhiều giai tầng và nhiều chức năng khác nhau, từ trang phục đại trào đến thường phục của quý tộc và thường phục của giới sĩ phu, những nhà nho trong làng. Xã hội phong kiến ngay ngắn đến khe khắt, mỗi người tùy theo chức phận, địa vị xã hội của mình mà ăn vận như thế nào cho phải phép, và thông qua y phục, người ta cũng nhận biết nghề nghiệp và địa vị xã hội của người đó. Bức tượng vị hoàng thân này mà gần đây nghiên cứu, chúng tôi cho rằng đó là chân dung của bà Nguyễn Thị Sao, con gái của vị thái phó trong phủ chúa. Bà rất đẹp nhưng dốc lòng tu hành, rồi lập tháp mộ Ni Châu của mình tại chùa Bút Tháp. Phục trang trên tượng bà gần gũi với lối điêu khắc thế kỷ 18. Bà mặc áo tràng vạt nhiều lớp, cài khóa áo cà sa trên vai trái. Đội mũ cài hoa có hình bảo châu, thật trang trọng, thanh nhã. Chúng tôi lại đến với chùa Dâu và tháp Hòa Phong. Tượng chân dung Mạc Đỉnh Chi, Trạng Nguyên thời Trần. Ông sinh năm 1280, mất năm 1346, làm quan dưới triều vua Trần Anh Tông. Ông mặc áo cổ tròn bên trong, ngoài mặc áo tràng vạt, lại quấn cà sa dắt vạt lên vai trái. Theo lịch sử, Mạc Đỉnh Chi được hình dung đen, xấu, nhưng bức tượng mô tả ông thư sinh, nho nhã và sáng láng. Thật không nhiều dịp để xem các trang phục cổ bằng nguyên bản. Chúng tôi được Bảo tàng Hưng Yên cho phép nghiên cứu các bộ trang phục của đại quan thời Lê Trịnh, Nguyễn Bá Khanh. Mộ của đại tư đồ trực trung hầu Nguyễn Bá Khanh thời Hậu Lê được khai quật năm 1982 ở thôn An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên. Với nhiều loại trang phục như áo gấm màu thanh cát, áo cổ mở giữa bằng gấm màu vàng nhạt, áo bông cũng xẻ cổ giữa, và nhiều đồ tùy táng như chầu, hộp hương gỗ và quạt.
Các loại gấm vóc quý có hoa văn, hoa đỗ quyên và hoa sen, những loại gấm có lẽ được nhập từ Trung Quốc nhưng may mặc ở đằng ngoài. Ở cạnh tôi đây là anh Phạm Trung Hiếu, là giám, vừa là nhà khảo cổ học vừa là giám đốc bảo tàng Hưng Yên. Thì xin anh Hiếu cho biết là cái công việc bảo quản những cái áo cổ như này với bảo tàng, với các nhà chuyên môn như các anh thì có gặp khó khăn gì không ạ? Thực ra cái việc bảo quản những bộ quần áo mà đã được khai quật thì rất xa xưa rồi, cái việc làm hết sức là khó khăn. Tuy nhiên là trong những năm gần đây thì bảo tàng chúng tôi cũng đã đầu tư một số những kinh phí để sắm những trang thiết bị và mua những loại thuốc để khử những côn trùng và đồng thời bảo quản những quần áo. Nhưng mà do cái điều kiện là cái thời gian nó quá lâu, cái phương tiện kỹ thuật nó chưa được đảm bảo, cho nên là nhiều cái sợi vải cũng đã bị nó bị phong hóa và nó bị mục. Ngôi mộ của Nguyễn Bá Khanh quả là kho tàng về trang phục thế kỷ 17. Chúng cho ta thấy kiểu dáng y phục, chất và các loại vải dốc, nơi sản xuất và mức độ hưởng thụ của một vị quan đương thời. Những chiếc áo thường phục được dệt hoàn toàn bằng gấm vàng ống và áo bông được trần kỹ lưỡng bằng tay, bao bọc bởi các lớp lụa tơ tằm. Khi ống kính phóng to chất vải, chúng ta thấy những hoa văn hoa cúc chen lẫn hoa văn hình học chữ vạn hay mô típ Phật giáo. Chắc chắn tấm áo này do một người mộ đạo Phật, có lẽ là vợ ông may tặng. Chiếc áo thục bổ dọc phía trước này có màu đen tím than, phía trong lót lụa vàng. Đặc biệt, nó lại có chiếc túi nhỏ ở đầu tay áo, cho ta hình dung có thể người xưa khi đưa cho nhau vật gì, người ta thường nhét vào ống tay áo. Chiếc áo cổ tròn tay thụng này là một tác phẩm nghệ thuật. Diềm áo đệm lụa nâu, phía trong được lót lụa cánh sen, phía ngoài là gấm xanh và thêu dệt nhiều hoa văn rồng mây khắp thân áo. Con rồng ở giữa thân trên, cặp lân cõng bát quái đối xứng hai bên tà áo, đôi phượng vươn ra hai tay dài, gấu áo dệt thủy ba và rùa cùng rất nhiều hoa văn bát bửu, mây và hoa lá. Những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét chạm trổ phượng long. Ba trăm năm nằm dưới đất, nhưng chất vải còn tốt và óng ánh như thuở nào vị đại quan vừa mặc để về cõi hư vô. Cho dù màu sắc cũng đã bị phai lạc nhiều theo thời gian. Hoa phù dung và hoa dây là trang trí chủ đạo của lụa và gấm vàng. Các sắc trắng, nâu và vàng biến đổi cùng các đường chạy vòng vèo của hoa lá làm cho tấm vải có vẻ đẹp uyển nhã. Những chữ dệt nổi này đề La Đông Hiệu Nội Tạo Hán Phủ, nghĩa là các loại lụa và gấm này được dệt tại hiệu La Đông thuộc Hán Phủ. Đây có lẽ là một hiệu dệt riêng của một phủ quan lại nào đó ở Trung Quốc. Tháng 4 năm 2005 tại vườn đào Nhật Tân, Hà Nội, những người thi công giải phóng mặt bằng đã phát hiện một ngôi mộ cổ thời Lê Trịnh, thế kỷ 17-18. Thế thì trong cái lần khai quật ở vườn đào này thì chúng tôi đã phát hiện được một loạt các cái hiện vật, cái người vẫn còn, cái xác người vẫn còn tương đối là nguyên vẹn. Cái xác người, cái ông cụ già này thì có mặc hai cái quần
và tới 23 cái áo. Lẽ dĩ nhiên những cái áo này là được may sau khi người quá cố đã mất, vì chúng ta biết nếu mà mặc một lúc 23 cái áo thì không thể vừa được. Đây phải là sau khi chết rồi thì người ta mới may, và may cái áo trong thì nó nhỏ và những cái áo ngoài nó to hơn. Khi mà dỡ những cái quần áo này ra thì chúng tôi thấy rằng đã phát hiện được một cái túi, phải nói là cái túi rất là đẹp, hoa văn của nó rất đẹp và nó có những cái cánh nó như là cánh sen như thế này. Đây là cái túi, nó gọi là cái túi dạ cá, vì nó giống cái dạ dày của con cá. Thì cái túi này nó có hai cái nút ở phía hai đầu này, bên ngoài là satin, ở phía trong nó cũng có những cái lớp vải thô. Cái túi này lúc đầu cũng cái màu nâu, nâu nâu nhạt, và nó ánh cái màu satin nhìn rất đẹp. Nhưng mà qua một cái thời gian, tại vì đào từ 2005 cho đến nay thì cái màu nó đã bị biến chất đi. Tất cả những cái vải vóc này, ví dụ như cái áo choàng này, thì chúng tôi thấy lạ, hơi lạ là nó lại có cái màu màu xanh xanh như thế này. Thế thì theo như kỹ sư Lê Minh Thục ở Viện Kinh tế Kỹ thuật Dệt May thì đây nó là cái loại vải, nó gọi là vải phim thôi, nhưng mà nó có phủ lên trên một cái lớp thuốc nhuộm, nó làm cho cái chất vải này nó bền hơn. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Thế còn tất cả những cái mà chất liệu của vải trong này thì nó còn thuộc hai loại. Những cái vải thô bố để nó làm những cái gối chèn, vải thô bố đây thì nó gọi nó là dệt trơn. Mà trong cái kỹ thuật những người dệt ấy, người ta là dùng cái danh từ gọi là vân điểm. Thì nó khác những cái vải gấm. Ví dụ như tôi nói những cái vải gấm như thế này. Vải gấm này thì nó là vân đoạn dệt theo cái tổ chức, và cái danh từ mà những người dệt người ta dùng nó gọi là rắc ca. Thì theo kỹ sư Bùi Thái Nam ở cái viện kinh tế kỹ thuật về vải đó, thì về dệt may đó, thì nói là vải thô này và những cái vải phim thì là cellulose chiếm 100%. Còn những cái vải ví dụ như là cái vỏ chăn hay là những cái vải gấm như thế này thì là cái lụa tơ tằm nó chiếm đến 100%. Đặc biệt trong cái lần khai quật này thì chúng tôi đã phát hiện được ra một cái đôi găng tay. Như các bạn biết, trước đây ở những cái mộ táng ấy thì thường thường những cái đôi găng tay đó thì là người ta không có cái găng tay, không có từng ngón một, mà nó là những cái túi bao và buộc cái dây để giữ lại cái xương cho nó trọn vẹn. Trong khi đó thì ở đây thì là người ta có cái găng tay, người ta lại có thành từng ngón. Đây là lần đầu tiên chúng ta phát hiện được trong cái loại hình mộ này có cái loại găng tay như thế. Hay là một cái đuôi hài. Một đuôi hài thì từ trước đến nay thì tôi vẫn nghĩ là đuôi hài là phải đút chân vào, nhưng mà hóa ra là đuôi hài họ buộc dây ở phía sau và đút ở phía đằng sau vào. Cái chân đút vào và cả cái phía sau này là nó mở. Thì phía ngoài của cái đuôi hài đó là cũng là bằng gấm, còn phía trong thì là nó là bằng vải thô, và nó bện rất là nhiều lớp và tương đối là dày đến khoảng 7 ly. Cho nên là cái đôi hài nó có tính chất là vừa là đi ấm chân vừa là bảo vệ. Trong những cái mộ táng mà chúng tôi tìm trong bộ hợp chất ấy, thì nó có cái dây ở bụng nó thắt. Nhưng đây đặc biệt là có một cái áo nó lại có cái dây ở phía cổ, nó dính vào phía cổ và nó đan vòng ra phía ngoài. Theo tôi nghĩ có lẽ cái dây này nó là một loại dây để mà cuốn cổ chăng. Chúng tôi đã vẽ lại chiếc áo có khăn liền cổ và cho phục hiện. Kiểu áo này thật bất ngờ khi chúng ta cứ nghĩ đây là thời trang hiện đại của phương Tây những năm giữa thế kỷ 20. Có chăng chính những người phương Tây đã du nhập kiểu áo khăn quấn liền cổ này từ phương Đông hay từ người An Nam thế kỷ 17? Hy vọng câu hỏi sẽ được các nhà chuyên môn trả lời trong một thời gian không xa. Ông vua ngày xưa được coi là con trời, thấu suốt cả ba cõi thiên, địa, nhân, nên đương nhiên những gì ngài mặc là thời trang tiêu biểu nhất. Từ những tài liệu của ngôi mộ vua Lê Dụ Tông được khai quật những năm 1963-1965, chúng tôi cho phục dựng bộ trang phục của đức vua. Vua Lê Dụ Tông sinh năm 1670, mất năm 1731, đăng quang năm 1705 đến năm 1729. Ngài bị ép nhường ngôi cho Thái tử Lê Duy Phượng. Sau khi mất, vua được an táng tại Cổ Đô, Đông Sơn, Thanh Hóa. Với một đội 4 người thêu trong 8 tháng, đây là chiếc hoàng bào có giá trị nhất và công phu nhất trong 32 bộ y phục
mà đoàn làm phim phục dựng. Người xưa có câu: vua Ngô 36 cái tàn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Tất nhiên vua chết cũng là hết, nhưng nghệ thuật dệt vải theo thùa cho vua chúa trong dân gian thì còn lại mãi với thời gian.